Hello, xin chào mọi người. mình là Zoe đây và đây sẽ là cái video mà mình sẽ review cái tấm lót chuột Fnatic Jet đến từ Fnatic và cái mình được gửi cái tấm lót chuột này từ Phong Quế Xanh cho nên là cảm ơn Phong Quế Xanh đã gửi mình cái tấm lót chuột này gửi tặng mình luôn á nha thì uh, sau cái một khoảng thời gian mà mình sử dụng rất là nhiều, rất là mãnh liệt với cái con lót chuột này đi làm, mình cũng đem đi làm uh, kiểu mình di, mình di chuột 8 tiếng nhìn cái lót chuột này và về nhà mình đem về nhà mình chơi game với cái con lót chuột này thì mình cảm thấy là như các bạn thấy đó, mình chỉ cần xoay chuột thôi là các bạn hiểu cái độ nhanh của nó đúng không? Cái độ trơn tuột, cái độ mà ít ma sát của nó. Thì đây là một cái con lót chuột mà chắc chắn là thuần speed luôn. Trên hãng á thì người ta nói là nó không có lớp phủ nhưng mà mình cảm giác á là khi mà người ta ghi cái cái, cái câu mà có một cái lớp laminate á là mình hiểu là ừ, nói chung là cái con chuột này nó cũng có lớp phủ và cái lớp phủ này á thì mình không biết là bao lâu nó sẽ mòn hoặc là như thế nó sẽ mòn như thế nào hoặc là nó sẽ mòn nhanh như thế nào nhưng mà mình xài rất là nhiều, mình xài kiểu cực kỳ cực kỳ nhiều luôn á, mình đi làm mình xài. Nói chung là một cái con lót chuột này là được mình xài kiểu khoảng 14 tiếng một ngày á thì mình xài ở một cái một cái điểm như này nè mà bên này nhưng mà cam nó không có bắt cho nên là mình chỉ xài một cái khoảng này thôi nhưng mà tới thời điểm hiện tại á thì nó không có bị một cái vấn đề gì hết và cái lớp laminate nó thì nó cũng không có bị gọi là nó bị mòn hay là sao hết. Và đây là một cái con lót chuột mà mình cảm thấy là cực kỳ cực kỳ nhanh luôn. Nhưng đó các bạn thấy mình xây chuột là các bạn biết rồi thì về cái bề mặt đó nó cho một cái bề mặt rất là láng luôn nó láng o luôn nó lán ngang một cái con lót chuột kính nhưng mà cái ma sát của nó cho cho mình đó, thì mình cảm giác là nó còn ít hơn là một cái con lót chuột kính và khi mà mình di á, thì nó lại nhanh hơn một cái con lót chuột kính nữa cho nên là mình cảm giác là đây là một cái con lót chuột mà chắc chắn là mình phải men luôn và chắc chắn là mình sẽ đề xuất các bạn mua tại vì thật sự thì nó rất là ngon với cái tập giá này so với so nó với lại những cái con lót chuột mà như là Venture Ice hoặc là Glorious Element Ice thì với Glorious Element Ice đó, thì mình cảm giác là khi mà mình di tay lên đó, nó bị bụi bụi thì với cái con lót chuột này mình di tay lên nó không có hề một bị một cái gì hết nó mượt nó rất là mượt nó láng o nói chung là nó không có một cái vấn đề gì mà mình cảm giác là nó bụi tay nó chỉ có duy nhất một cái vấn đề mà nó bị giống như cái bát kính đó, là nó gom đất lại xong rồi mình cảm giác là ờ ừ, có miếng đất ở đây xong rồi mình chùi chùi các thứ nhưng mà mình mới nhận ra là ờ ừ, đất đó là nó ở trên tay của mình cho nên là mình phải đi rửa tay các thứ nhưng mà đi kèm với cái con lót chuột này trong cái hộp là trong cái cuộn đó nha là một cái khăn microfiber để mà các bạn lau cái lót chuột này cho nên là thực sự thì mình cảm thấy là đây là một cái con lót chuột mà cực ngon dành cho các bạn nào mà chơi Apex hoặc là chơi những cái tựa game Overwatch mà các bạn track nhiều á, chứ thật cái con lót chuột này mà các bạn, đem vào các bạn bắn tắt FPS thì bắn thì vẫn được nhưng mà nếu mà bạn xài uh, xài 1600 dpi với lại 0.1 cent trong game á, thì mình cảm thấy là khá là ok chứ giống như mình nó xài 0.2 và 1600 á, thì mình đối với mình cái kiểu chơi của mình thì mình vẫn chơi được tại vì mình bắn á, thì mình không có bắn bằng mình không có flick nhiều bằng uh, chuột mà mình bắn bằng bàn phím mà mình em á mình em các thứ bằng bàn phím cho nên là cái cảm giác Di uh, á thì nó thoải mái nhưng mà mình không có bị mất chính xác tại vì nói chung là cái cơ của mình nó hiểu nó hiểu mình á cho nên là mình gọi là mình bị quen mình quen với lại cái cái phong cách chơi này cái kiểu chơi như thế này cho nên là mình có thể sử dụng nó để mà bắn F, tắt FPS được nhưng mà mình không có biết là các bạn cái độ mà thích nghi của các bạn với những cái con nó chuột speed như này nhớ nó như thế nào để mà các bạn bắn tắt FPS cho nên là mình chỉ khuyên là các bạn nên chơi uh, sử dụng cái con lót chuột này mua cái con lót chuột này về để mà bắn những cái tự game action shooter thôi hoặc là các bạn chơi những cái gọi là em lab được cái thứ đó, tại vì mình thấy là khi mà bắn em lab trên cái con lót chuột này phải nói là cực kỳ cực kỳ thích luôn các bạn di như thế này nè các bạn không có bị mất sức thật sự luôn là từ khi mà cái con chuột của bạn dừng lại như thế này đúng không xong rồi các bạn di qua thì các bạn không có bị mất một cái sức nào mà để mà các bạn bắt đầu di con chuột tới khi mà các bạn dừng lại con chuột luôn và khi mà các bạn dừng cái con chuột lại đó mới là cái lúc mà các bạn mất sức tại vì nó chân tuột và các bạn phải dừng bằng cái cơ của các bạn cho nên là stopping power thì chắc chắn là không có rồi thời luôn không có một cái gì luôn và đế thì vẫn là đế cao su bình thường thôi nhưng mà mình cảm thấy cảm giác là bám bạn rất là tốt cho nên là nó không có biểu vấn đề gì hết nó bám bạn tốt hơn là những cái con nó chuột mà có đế cao su giống như là những cái con như Razer Strider hoặc là những cái con mà AC cộng hồi trước mà mà mình sử dụng với cái đế cao su á thì con này bám bạn cực kỳ tốt luôn và về cái mà bo viền á thì mình cảm thấy là nó chỉ nhô lên khoảng được một xíu thôi nhưng mà nó cũng không có bị vấn đề gì hết nó nó không bị vấn đề gì hết nhất một là do mình xài arm sleeve mà khi mà mình không xài arm sleeve đó, thì mình cũng cảm thấy là nó khá là bình thường nó không có bị mà khiến cho mình cảm thấy khó chịu trên cái cánh tay của mình cho nên là cái việc mà sử dụng cái con lót chuột này để mà chơi những cái tự game action shooter mà các bạn phải di tay nhiều như thế này nè di lên di xuống nhiều á thì cọ vào cái phần bao viền này nó cũng không có bị một cái vấn đề gì hết và mình khuyên là nếu mà các bạn mua cái con lót chuột này về xong rồi các bạn sử dụng cái con lót chuột này các bạn thích nó thì các bạn nên có một cái arm slim như thế này để mà hạn chế cái việc mà tay của bạn dính vô cái bát này nhưng mà cái ba, cái con bát này á, thì nó hạn chế rất là nhiều rồi nó hạn chế nó hạn chế cái việc mà tay của bạn da của bạn dính vào cái bề mặt á, hơn là một cái con lót chuột kính tại vì lót chuột kính á, thì các bạn biết là nó bằng kính mà cho nên là cái độ rít của nó rất là cao nhưng mà trên cái con lót chuột này mình cảm giác là nó rất là trơn nó nói chung là không arm um cũng được nhưng mà mình khuyên là có arm um để mà các bạn có có một cái trải nghiệm mà nó trơn tuột nhất nó trơn lùi nhất và nói chung là về di chuyển chuột thì các bạn không mất sức cái thứ và mình thấy là cái cảm giác di chuột cái cái độ ổn định khi mà mình mình khi mà mình di chuột những cái con chuột khác nhau những cái phía chuột khác nhau trên cái con lót chuột Fnatic uh, Jet này đó, thì nó đều đồng đều hết mình cảm giác là mình khá là bất ngờ luôn á thì với một cái con mà lót phía chuột mà màu đen như của Deluxe đi thì các bạn thấy nè đây để mình uh, đó, các bạn thấy cái cái độ quay của nó đúng không? Thì với Deluxe nè, cũng y hệt luôn cho nên là cái độ ổn định khi mà mình di á nó cho mình một cái độ ổn định cao nhất có thể. Khác với lại những cái con nó chuột control á thì sau một cái khoảng thời gian sử dụng á thì à, mồ hôi, mồ kê rồi đất các thứ nó sẽ bám vào cái con nó chuột, ẩm đồ các thứ thì nó sẽ làm kiểu cái cảm giác di nó chậm lại. Á. Nhưng mà đối với cái con mà Fnatic Jet này á thì nó hoàn toàn là ổn định từ đầu tới cuối luôn. Từ cái lúc mà mình mới mua về tới cái lúc mà mình xài nó cực kỳ cực kỳ mà cực kỳ nhiều á thì nó vẫn cho một cái cảm giác gì rất là ổn định luôn và cũng như là nó chống nước chống ẩm cho nên là mình cảm thấy là nó tuyệt vời nó tuyệt vời với cái cái sự lười biếng của mình cái sự mà ít giặt bát của mình và nó tuyệt vời với cái kiểu chơi của mình và cái con lót chuột này thì như các bạn có thể thấy là nó bám dầu rất là nhiều nhưng mà nó cũng nó cũng không có bị một cái vấn đề gì khi mà nó bám dầu xong rồi các bạn di qua nó nó không có bị chậm đi cho nên là yeah, thì đây là cái video mà mình review cái con lót chuột Fnatic uh, Jet này và chắc chắn đây là cái con lót chuột main 2023 của mình thì bây giờ mình mình đã sử dụng rất là nhiều những cái con lót chuột nhanh rồi từ Raiden cho tới Fnatic Jet nhưng mà mình cảm thấy đó là cái con Fnatic Jet này là một cái con mà nó giống với lại bát kính nhất nhưng mà nó là nó cuộn được và nó trơn hơn là một cái con bát kính luôn cho nên là mình cảm giác là nó phù hợp với cái kiểu chơi của mình cho nên là mình sẽ men nó và về tổng kết thì với cái bề mặt thì bề mặt rất là mướt và với cái độ ma sát thì rất là ít còn cái những cái stopping power thì các bạn đừng có nên mà expect các bạn đừng có nên mà mong là nó nó có những cái độ stopping power hoặc là nó có cái độ control cao tại vì thật sự thì một con lót chuột speed như thế này nó không có đâu thì uh, yeah nói chung là đây là một con lót chuột ngon và mình chắc chắn là sẽ có chứng nhận nên mua cho nó và như các bạn có thể thấy thì holographic rất là đẹp thì cảm ơn các bạn đã xem nếu các bạn thấy hay hãy like share và subscribe còn nếu các bạn muốn mua cái lót chuột này thì phải chờ tới tháng 11 mới có hàng của cái con lót chuột này và các bạn xuống dưới phần miêu tả các bạn bấm vào link các bạn mua để giúp đỡ mình cũng như là giúp đỡ ủng hộ phong cách Xanh cái thứ thì nếu các bạn muốn xem những cái video khác thì các bạn có thể bấm vào đây hoặc là các bạn muốn xem những cái video mà lót chuột khác thì các bạn có thể bấm vào đây thì cảm ơn các bạn đã xem bye bye